xem tử vi về nhân tướng học. Về đúng 0 giờ ngày 15 tháng 8, ba con giáp hóa rồng, hóa phượng, ngọc phú quý, tài lộc, giữ tiền bạc không vơi. Chỉ cần bước qua ngày 15 tháng 8 thì có ba con giáp cua tay trái hái ra vàng và đưa tay phải hái ra bạc, phú quý may mắn ngập tràn. Về ngày 15 tháng 8 là ngày mở màn tài lộc dồi dào, phú quý răng hoa ngập lối của ba con giáp dưới đây. Và các bạn thân mến, con giáp thứ nhất đó là con giáp người tuổi Mùi. Chỉ cần bước đến ngày 15 tháng 8 này thì Mùi sẽ có một bước đột phá ngoạn mục. Trong sự nghiệp thì con giáp này luôn được cấp trên tin tưởng và cân nhắc vị trí cao hơn. Trên con đường sự nghiệp thì leo thang, tài lộc chạy vào túi ào ào và cuộc sống muốn gì có đó. Tuổi Mùi đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua, dù gặp thử thách khó khăn như thế nào thì họ cũng không từ chối mà kiên trì cố gắng phấn đấu không ngừng. Từ ngày 15 tháng 8 sẽ là một cột mốc đánh dấu cho những gì mà họ nỗ lực được đền đáp một cách xứng đáng. Thứ hai đó là người tuổi Tuất. Theo tử vi của 12 con giáp thì Tuất là một trong những con giáp lương thiện, hiền lành và luôn giữ ý chí cố gắng không ngừng. Ở trong cuộc sống thì luôn khao khát được một thành tựu cao. Và đến ngày 15 tháng 8 này thì tuổi Tuất không chỉ được thần tài giúp đỡ, tài chính gia tăng không ngừng mà còn được thần phú quý trao cho nhiều cơ hội đổi đời. Sự nghiệp có nhiều cơ hội bứt phá và thăng tiến như diều gặp gió, khiến cho rất nhiều người vừa nể trọng vừa ghen tị về tài lộc, cũng theo lối may mắn đi vào nhà, tiền đầy két không thiếu thứ gì. Từ ngày 15 tháng 8 về sau thì tuổi Tuất làm một hưởng 10, làm chơi hưởng thật, làm gì cũng hái ra tiền. Và các bạn thân mến, con giáp thứ ba đó là con giáp người tuổi Hợi. Hợi là một trong những con giáp hiền lành, sống tình cảm, và đây là một trong những con giáp may mắn từ ngày 15 tháng 8 này. Tuổi Hợi không chỉ được quý nhân hết mực nâng đỡ mà còn được nhiều cơ hội phát triển trên con đường sự nghiệp. Không chỉ vậy mà thời gian ngày 15 tháng 8, tuổi Hợi đào trúng hố phú quý và tìm được cơ hội làm giàu và thành công. Nếu nắm chắc vận may này thì cơ hội phú quý của Hợi sẽ trở thành một đại gia, có một cuộc sống thịnh vượng và sung túc. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về tháng 6 âm lịch. Có ba con giáp đi một bước là gặp quý nhân, thần tài nâng đỡ, tiền chất đầy két. Nếu như bạn thuộc một trong ba số con giáp dưới đây thì chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ muôn vàn may mắn, phú quý tương trợ trong tháng 6 âm lịch của năm Canh Tý 2020 này. Thứ nhất là người tuổi Mão may mắn về chuyện tình duyên, gặp được người trong mộng. Về tuổi Mão thì ngoài công việc tốt, ổn định thì vận trình tình duyên của người này vô cùng suôn sẻ, luôn được quý nhân phù trợ. Và bên cạnh đó thì bạn vô cùng thuận lợi trên con đường sự nghiệp, với các mối quan hệ xã hội thì mở rộng và bạn chăm chỉ tiếp xúc, gặp gỡ nhiều đối tác và đó là những cơ hội để gặp được người yêu thương. Cố gắng chỉnh chu về bản thân một chút, ăn mặc sang chảnh thay vì giản dị quê mùa nhé. Hình thức nó rất quan trọng, đó là một trong những bộ mặt khiến cho người khác ấn tượng với bạn hơn bao giờ hết. Và thứ hai là đối với người tuổi Ngọ thì thăng quan tiến chức trong tháng 6. Tuổi Ngọ là một con giáp thông minh, nhanh nhẹn, cực kỳ và có năng lực. Bất cứ công việc nào mà được giao cho bạn thì cũng đều hoàn thành một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Người cũ đã nghỉ, bạn đã được thay đó, thay vào một vị trí. Thực ra là cấp trên đã nhìn ra những năng lực của bạn từ lâu. Làm tốt, bạn chắc chắn còn được thăng chức cao hơn, tăng lương. Đó cũng là một chuyện bình thường. Và trong tháng 6 âm lịch này thì bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn để mở rộng các mối quan hệ, để có thể tìm được những cơ hội làm ăn lớn từ đây nhé. Và thứ ba
đó là người tuổi Thân thì phát triển trên con đường kinh doanh cực kỳ phát đạt. Trong tháng 6 âm lịch này thì Thân gặp lộc trời cho, được người bên cạnh giúp đỡ nhiều nên sự nghiệp lên như diều gặp gió. Công việc kinh doanh thì từ làm ăn nhỏ trở thành làm ăn lớn, nguồn thu chính từ đây mà ra. Có tiền rồi, bạn càng có thể mở rộng về thị trường kinh doanh lớn hơn, và hơn thế nữa thì tình duyên của bạn và người ấy cũng rất ổn, nên bạn có thể thêm nhiều những động lực để làm việc. Đối với công việc về hiện tại và cấp trên cũng hết lòng trọng dụng, quý mến bạn và sắp tới sẽ giao cho bạn một nhiệm vụ lớn. Nếu như hoàn thành thì trong tháng 6 chính là những ngày bạn chỉ nhận một tin vui đó thôi. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 3 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về top 3 con giáp làm gì cũng được thần tài trợ giúp, giàu có ngũ trời, cuộc sống ngập trong dung lượng. Với những con giáp này thì vô cùng rủng rỉnh về tiền bạc, tình yêu vô cùng đỏ thắm và luôn được thần tài trợ giúp. Thứ nhất là người tuổi Dần. Dần nhận được nhiều tin vui kể từ sau ngày rằm tháng 6 âm lịch trở đi, thì trong thời gian này người tuổi Dần đã có những công việc xôn xẻ trôi đi, cấp trên lại giao cho bạn thêm một dự án mới. Dự án này chính nó là một trong những yếu tố đánh giá năng lực thực sự của bạn và để quyết định xem bạn có những cơ hội tăng lương không nhé. Vậy nên bạn cần phải cố gắng lên và cố gắng hết mình làm việc chăm chỉ hơn nữa. Trong thời gian này thì tình yêu của bạn cũng khá ổn, chỉ cần bạn tích cực kiên trì thì chắc chắn người ấy sẽ vì tấm chân tình của bạn mà cảm động. Thứ hai đó là người tuổi Thân. Thân là một trong những người tính tình phóng khoáng, hiền lành, nhẹ nhàng và sống tình cảm. Và trong cuộc sống thì họ là người có mục tiêu trong cuộc sống, nên dù họ luôn dành hết tâm sức để thay đổi cuộc sống càng ngày càng tốt hơn. Nếu như thời gian trước thì tuổi Thân cũng như bao người khác cũng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và trở ngại. Có những người phải đánh đổi hy sinh, nhưng họ vẫn cố gắng tự lực cánh sinh, dùng bản lĩnh của mình để vượt qua. Và theo tử vi học có nói thì từ ngày sau rằm tháng 6 âm lịch thì tuổi Thân được thần tài theo gót, nên đã sẽ có bước chuyển biến tích cực một cách bất ngờ. Và đặc biệt thì từ giai đoạn này trở đi thì Thân sẽ có một vận may lội ngược dòng, thần tài và quý nhân luôn để ý và chiếu cố nồng hậu. Càng chăm chỉ thì càng kiếm được nhiều tiền, cuộc sống cực kỳ dư dả và thăng hoa. Và thứ ba đó là người tuổi Sửu. Theo tử vi thời gian tới cho biết thì những người tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn hơn. Lúc trước đó mà con giáp này vô cùng xui xẻo và liên tục gặp những điều không được như ý, thì trong tháng này người tuổi Sửu sẽ làm được thần tài trợ giúp vô cùng viên mãn và hạnh phúc. Từ sau rằm tháng 6 âm lịch này thì nếu muốn khởi nghiệp, mở rộng lĩnh vực về kinh doanh thì mệnh chủ nên tham khảo kinh nghiệm của những người đi trước, và đặc biệt là cần phải tuân theo những quy định và nguyên tắc trong ngành thì mới có cơ hội thành công cao nhất. Còn về mặt tài lộc thì trong tháng cô hồn, người tuổi Sửu sẽ có nhiều tài lộc dồi dào, cũng khởi sắc hơn so với trước đó, và đặc biệt là thứ tài đang vận vượng đầu tư có lãi. Các bạn thân mến, dưới đây là phần 4 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay về tháng 7 cô hồn, ai xui xẻo mặc ai, nhưng ba con giáp này vẫn gánh lộc về nhà, hỷ tín lâm môn. Và trong tử vi tháng 7 cô hồn này thì có những con giáp vô cùng rủng rỉnh về tiền bạc, tình duyên cũng đỏ thắm và rực rỡ. Thứ nhất là người tuổi Mão. Theo tử vi trong tháng cô hồn cho biết, đối với người tuổi Mão sẽ vô cùng may mắn, cuộc sống tiến bước vô cùng tích cực, và đây chính là tháng mà người tuổi Mão gánh tài lộc về nhà vô cùng sung túc. Trên phương diện về sự nghiệp của người tuổi Mão thì nhờ vào quý nhân tam hợp nâng đỡ, với những vấn đề nan giải từ trước đó ở trong công việc của con giáp này
có rất nhiều những cơ hội thăng tiến và cuộc sống thì cực kỳ viên mãn. Trên phương diện tài lộc thì tình hình tài chính của những chú mèo sẽ có những cơ hội để tận hưởng những ngày tiền bạc căng ví và làm gì cũng thuận lợi phát tài. Đây chính là tháng mà bạn sẽ có thể tận dụng để phát triển sự nghiệp mà mình đã ấp ủ từ lâu. Và thứ hai đó là người tuổi Sửu. Theo tử vi trong tháng cô hồn cho biết thì những người tuổi Sửu sẽ gặp nhiều may mắn hơn trước. Trước đó con giáp này vô cùng xui xẻo, liên tục gặp những điều không được như ý. Thì trong tháng này người tuổi Sửu làm gì cũng được thần tài trợ giúp, vô cùng viên mãn và hạnh phúc. Và trong tháng 7 cô hồn này chính là điểm này, nếu muốn khởi nghiệp mở rộng lĩnh vực sự nghiệp thì mệnh chủ nên tham khảo kinh nghiệm của người đi trước và đặc biệt là cần phải tuân theo những quy định nguyên tắc trong ngành thì mới có cơ hội cao hơn nhiều. Và các bạn thân mến, thứ ba đó là người tuổi Dậu. Theo tử vi cho biết thì Dậu trong tháng 7 cô hồn này đã có nhiều chuyển biến tích cực trên con đường tài chính. Về vận trình tài lộc cũng kém sắc khi mà bị đại hao hung tinh chiếu mệnh thì thậm chí nếu không cẩn thận bạn có thể mất tiền oan. Nhưng trong công việc họ có cơ hội kiếm tiền không có nhiều và đã vậy thì tuổi Dậu sẽ có cơ hội tìm kiếm được những hợp đồng lớn, kiếm được rất nhiều tiền, thoải mái tiêu pha. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.